Bà Mai chơi lớn chi đóng tiền đi kéo căng da mặt, nhưng kết quả thẩm mỹ mà giật mình. Sau 3 tuần kéo căng da mặt, nhìn nhan sắc hiện tại của nữ nghệ sĩ Hồng Vân chắc chắn ai cũng sốc. Nghệ sĩ Hồng Vân hiện tại đang được chú ý đặc biệt qua vai diễn bà Mai của bộ phim Gạo Nếp Gạo Tẻ. Mới đây, nữ nghệ sĩ đã chia sẻ trên Facebook bí quyết trẻ hóa của mình. Hồng Vân chẳng giấu giếm mà tiết lộ luôn rằng cô mới trải qua quá trình căng da bằng sợi collagen. Hiện tại, sau 3 tuần thực hiện phương pháp làm đẹp nhân tạo này, thì bà Mai đã sở hữu một gương mặt ân ý, được mọi người khen trẻ ra hàng chục tuổi bởi gương mặt nhiều nếp nhăn, mí mắt sụp, da lỏng nhão, chảy xệ của Hồng Vân đã được khắc phục hoàn toàn. Nghệ sĩ Hồng Vân đi thăm khám để cải thiện nhan sắc. Dù sợ đau, nhưng nữ nghệ sĩ đã làm căng da mặt bằng chỉ collagen. Hình ảnh Hồng Vân khi vừa mới làm xong cách đây khoảng 3 tuần. Vì da mỏng và nhạy cảm nên sau khi căng chỉ xong, nhìn gương mặt cô khá đỏ. Đây là hình ảnh của Hồng Vân trước và sau khi làm đẹp chỉ cách nhau 1 giờ đồng hồ. Hiện tại cô đã có một làn da căng mịn, bỗng mắt không còn. Con không biết đây là cô hay biến ngô nữa, hi hi, quá trẻ luôn. Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối. Cảm ơn em nhiều nè. Đẹp hơn hồi mới ra đạo diễn vai đài thị cho diễn viên quay kịch hồi đó, tôi thấy bà thị phạm hay nên khuyên bà bỏ đạo diễn làm diễn viên sẽ thành công, và điều ấy đã đúng. Hồng Vân nhận được hàng trăm lời khen từ bạn bè và đồng nghiệp. Hồng Vân được bạn bè đồng nghiệp khen trẻ ra hàng chục tuổi. Nhìn mắt thường cũng có thấy làn da cô căng bóng tràn sức sống. Trước khi làm đẹp nhân tạo, da mặt Hồng Vân có nhiều nếp nhăn, đặc biệt là bọng mắt của cô to, rãnh cười ở má khá sâu, hiện tại thì đã được khắc phục hết.